Vâng, trận AC tiếp theo giữa Hồng Anh và Lỗ Lĩnh Hồ đang bắt đầu. Như vậy là theo thông tin của anh Tuấn Pro thì ở kèo đấu AC chúng ta đánh chạm 4. Và kèo tân đầm rất là đánh chạm 4 và không có kèo xeang. Không có kèo solo xeang trong buổi giao hữu ngày hôm nay giữa Hồng Anh và Lỗ Lão Hổ. Chỉ có kèo tân đầm và AC thôi. Như vậy thì khả năng Lỗ Lão Hổ sấp cả hai kèo trong buổi tối ngày hôm nay là rất cao khi mà kèo AC. Kèo cung đờ sở trường của các game thủ bên phía đội bạn thì các anh đã thì Lỗ Lão Hổ đã sấp mặt với tỷ số 3-1 rồi. Và bây giờ thì sẽ là một kèo chạm 1 chạm 3. Một kèo có thể nói cực kỳ sâu. Vâng, cực kỳ sâu dành cho Lỗ Lão Hổ. Chúng ta cùng chờ đợi xem anh sẽ dùng những thế bài nào, liệu Lỗ Lão Hổ có thể bật được không hay người chiến thắng trong buổi giao hữu ngày hôm nay đó là Hồng Anh. Vâng, còn kèo gian đầm thì có lẽ là các anh cũng không hy vọng nhiều rồi. Hoặc là phải chăng có hy vọng thì Lỗ Lão Hổ cầm xeang liên tục. Vâng, chơi gian đầm mà anh gian đầm vào xeang liên tục thì thôi. Thì chúng ta chấp nhận thất bại do độ may mắn của Lỗ Lão Hổ là cực kỳ khủng khiếp. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh, 16 trên 20. Em gỗ đầu là không gần cho lắm cho nên đến phút thứ tư rồi em vẫn chưa thể thiết kế được chiếc bet đầu tiên. Gỗ đầu, vâng, gỗ cũng không phải là xấu dành cho Hồng Anh ở trận thi đấu này. Vâng, không phải xấu đến mức không thể kết cấu. Một con voi. Vâng, em làm gì đây? Con voi này thì câu về không? Hơi xa đấy. Đây là bãi cỏ phụ. Vâng, một bãi cỏ phụ. Với dân AC di chuyển thì cũng sẽ là không thành vấn đề gì nhiều. Vâng, còn nông dân không được rồi. Sư tử né tránh quá tốt. Butterfly chăng? 18 đến 24. Cắt nông dân ra. Trước hết là trả thù cho thằng nông dân xấu số đã. 20 dân là số dân của Lôi Lão Hổ đang có. Lôi Lão Hổ đang hơn một dân so với Hồng Anh do tình huống vừa rồi Hồng Anh bị chết mất một dân. Vâng, nhà là khá mênh mông. Khá mênh mông. Một loại quả năm. Câu voi kia về nữa thì sẽ không cần đến bầy hươu này. Em đang xua một bầy hươu đi tứ tán khắp nơi. Nhốt dân. Vâng, nhốt dân vào trong này ư. Cuối cùng thì không nhốt được con nào cả. Cuối cùng mới thành lung tung như thế này. Khá buồn cười. Cuối cùng thì Hồng Anh lại phải đóng một chiếc bet. À, thưa, một chiếc BG cao hơn một chút so với quy định. Vâng, mang nông dân lên đây để thiết kế một chiếc bet nhân đôi. Chúng ta cùng chờ xem Hồng Anh sẽ làm như thế nào với một cánh rừng. Với một cánh rừng dừa có một bãi đá cũng như là một bãi hiêu nó lởm khởm như thế này. Cỏ cây chen đá, lá chen hiêu. Rất khó. Vâng, chuẩn rồi. Mắc binh. Rất tuyệt vời. Hai mươi sáu trên 28. Chỗ này không biết có kín không. Vâng, kín. À không, vẫn phải chốt một cái e. Vâng, ai nhìn tưởng nhầm được là kín nhưng thực ra là không phải, vẫn cần phải chốt một cái e nữa. Vâng, Hồng Anh có kiểm tra hay không? Dám cá với các bạn rồi, chỗ này vẫn hở. Dường như Hồng Anh không để ý. Tôi nghĩ rằng vẫn hở trong tình huống này. Vâng, vậy e. Và con hiêu rất khôn.
Vâng, con hiểu thực sự khôn. Tình huống vừa rồi tôi nghĩ rằng phải vẩy hai cái e thì may ra nó mới sập bẫy. Soi tham 27 nông dân của Lô Lão Hổ. Hai cái e và tiếp đấy sẽ một cái BM. Vâng, BM sẽ là kín khu vực từ góc 3 giờ đến nhà của em. Và Lô Lão Hổ đã gõ 23. Chúng ta cùng chờ xem tình huống vâng lợi tại sao lại như vậy. Lô Lão Hổ đang có điểm số cực cao. Không ai làm gì, vâng không ai phá game cả. Ở đây chỉ có người soi máy của người phía Trung Quốc và chúng ta mà thôi, và Hồng Anh mà thôi. Hồng Anh chết một dân, vâng Lôi Lão Hổ đói quá không lên đời. Anh ấy đã gõ 23. Quá đen cho Lôi Lão Hổ. Vâng, rất đen cho Lôi Lão Hổ. Thực ra thì anh ấy dò lỗi về hiêu. Tưởng nào. Hóa ra cũng lìu tìu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với kèo gian đầm giữa Hồng Anh và Lôi Lão Hổ. Tỷ số rất nhanh chóng đã là 4-1 ở kèo AC.